Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Eway Bình Tân. Video này em sẽ lên cho các bác một cái siêu phẩm của cái dòng dây tín hiệu Hitachi chống nhiễu. Với dòng dây này thì các bạn có thể về để DIY những cái dây mà mình yêu thích, ví dụ như là dây AV đúng không ạ? Dây 6 ly hoặc Canon. Đó. Những cái rắc AV như thế này. Đấy, các bạn vào rắc rất là ok luôn. Đấy, rắc AV hoặc là Canon. Đó là các bạn là vào rắc của nó rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp như thế này. Đấy, AV, Canon, 6 ly. Đó, dòng 6 ly như thế này. Lên dây rất là sang trọng, rất là đẹp. Cái này mình thêm chút con nhiệt vào nữa thì là bao đẹp luôn. Đó. Thì cái dòng dây này của nó có gì đặc biệt? Thứ nhất là các bạn nhìn là nó rất là mềm dẻo và cái kích thước của nó rất là vừa phải. Đấy, vừa phải ở đây. Đó, nó rơi vào chừng khoảng 6 ly nha các bạn. Đó. Dây rất là mềm dẻo, dây của Hitachi các bạn nhé. Đây. Đấy, dây của Hitachi này. AVKM này. Đó, lấy nét nhé. AVKM này. Đấy, 24 AVKG 2483 105 độ C VW-1. Đấy, tai TR64 4-24 Hitachi. Đấy, Hitachi đây các bạn nhé. Dây này là dây dòng tín hiệu bãi Nhật, bên mình khai thác được nha, hàng chính hãng bãi Nhật nha các bạn nhé, không phải là hàng tàu hàng nhái gì đâu. Đây, vỏ màu đen của nó đen bóng luôn, rất là mềm, rất là mềm. Bây giờ mình sẽ mở cái phần lõi ra để cho các bạn xem nhé. Đối với cái dòng dây này bên mình về được khá là nhiều. Đấy, khá là nhiều thì ở đây là mình sẽ phân phối đến bán lẻ cho các bạn cắt mét, để các bạn có nhu cầu về để mình DIY các cái dòng dây mà mình có thể làm dây live stream hoặc là những cái dòng dây AV Canon, nó chất lượng nó rất là cao các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ xem cái phần lõi bên trong của nó này. Phần lõi bên trong của cái con dây này của nó đặc biệt là cái lớp chống nhiễu của nó vô cùng dày các bạn nhé. Đấy, lõi của nó là lõi đồng mạ bạc. Đó, nó sẽ cho cái chất âm thanh lên 3 giải, đặc biệt giải trung và giải cao rất là tốt. Đấy, rất là ok luôn. Đó. Thì các bạn đã biết là đối với cái dòng dây tín hiệu thì thứ nhất là các bạn cần phải có một cái lớp chống nhiễu thật là tốt. Đấy, để nó khử nhiễu nha các bạn. Khử nhiễu. Đấy, vì cái dòng dây tín hiệu này nó truyền ở cái độ nhạy rất là cao, cho nên là nó cần phải có cái dây chống nhiễu. Đấy, và cái phần lõi của nó là phải lõi là những cái nguyên liệu cao cấp. Đó. Đồng và mạ bạc được thì là rất là tuyệt vời. Thì ở đây của nó là đồng tơ mạ bạc nha các bạn. Đây, lớp chống nhiễu của nó đây. Các bạn thấy không? Rất là dày luôn. Các bạn nhìn này, dày. Đấy. Kéo cái lớp này nó ra. Thì cái lớp này các bạn có thể sử dụng để làm lớp mát nhé. Làm mát. Đấy, khử nhiễu làm mát ở đây. Bên trong nó có 4 cái lõi như này, nó rất là tiện. Các bạn ví dụ các bạn làm AV nhé, thì các bạn ví dụ như là đỏ với trắng thì các bạn cho vào là cái phần đường dây dương, còn cái dây đen và xanh này các bạn thể làm dây mát. Đấy, cái này chia tùy. Còn nếu mà Canon nhá thì các bạn ở đây đỏ vào đường số 2, đen vào đường số 3 này, hai thằng này chập vào. Vào cái phần mát này cũng rất là ok. Đấy, rất là tiện. Các bạn có thể cắt một dây đi cũng được hoặc để như này không sao hết. Các bạn có thể làm dây ví dụ dây súp chẳng hạn, ví dụ như là Canon ra AV các bạn nhé, thì rất là tiện luôn. Đấy, chia làm đôi ra thì ở đây là chia AV này ra chẳng hạn, chia AV thì ở đây nó chia luôn, không cần phải nối dây, rất là tiện. Một đầu Canon, một đầu này chia ra làm hai. Đấy. Các bạn làm 6 ly cũng rất là tiện luôn, rất là ok. Này cũng hai thằng này chập là một, hai thằng này chập là một. Đấy. Và thêm cái thằng phần mát này nữa. Đấy. Hàn vào sẽ rất là dễ làm, rất là dễ làm và đặc biệt cái chất lượng nó rất là ok. Bây giờ các bạn sẽ xem cái phần lõi của nó nhé, mình sẽ rút cái phần lõi của nó ra này. Đấy. Lõi của nó thì lõi này thì nó chỉ được khoảng chừng 0.5. Nhưng mà các bạn yên tâm là đối với cái dòng dây tín hiệu thì các bạn không cần phải lõi quá to các bạn ạ, bởi vì nó truyền ở cái tín hiệu độ nhạy cao và nó cần cái hiệu điện thế rất là thấp các bạn nhé. Đấy, bài mini volt nên nó rất là nhỏ nên là mình không cần phải cái dây to. Đấy, quan trọng nhất nó là cái chất lượng lõi bên trong. Đấy, tinh xảo của lõi bên trong. Đó, thì ở đây là của nó là lõi đồng mạ bạc nha các bạn. Vỏ trắng như này, không phải lõi nhôm nhá. Có những bác lần đầu xem cái video của bên em thì nói là dây này nhiều khi nó là cái dây nhôm, thì em cam kết với các bác đây là đồng mạ bạc nhá. Không bao giờ phải là dây nhôm, bên trong của nó là lõi đồng xịn luôn. Đấy. Đó, bóng sáng như này, sáng bóng như này. Đấy, dây này là dây của Hitachi nhá. Hitachi xịn. Đấy, không có hàng nhái đâu các bạn. Đó, hàng này là hàng rất số lượng rất là ít. Đấy, bên mình về được một số cuộn như thế này. Đó, thì là phân phối đến bán lẻ cho các bác. Đó, đây rất đẹp. Dày quá tuyệt vời luôn. Mình sẽ cắt cái tiết diện ra cho các bạn xem. Tiết diện cái phần lõi của nó ra các bạn xem nó đồng của nó không. Đây. Đấy, mình sẽ lấy nét cho các bạn này.
Đó, đây. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó hơi hơi khó nhìn một chút nhưng mà nó là cái lớp ánh đồng bên trong này. Đấy. Đồng tơ luôn nha các bạn. Đó, lớp ngoài đây là mạ bạc sáng. Cái này mình cam kết các bạn yên tâm là hàng chuẩn. Đấy. Dây thì rất là mềm dẻo. Đó, và giá của nó rất là ok. Giá của sản phẩm này là bên mình đang bán với mức giá là 50.000 một mét nhé, 50.000 một mét. Đó. Các bác về có thể là ví dụ như mua, các bạn muốn làm cặp dây AV các bạn mua 2 mét. Ở bên mình sẽ cắt 2 mét, các bạn về tùy các bạn cắt như thế nào. Đấy, hoặc các bạn có thể là chia cái theo cái khoảng cách các bạn muốn, mong muốn. Đó. 50.000 một mét. Rất là tiện, giá rất là phù hợp. Đấy. Mình có hai bản ở đây. Thằng này cũng thế. À, thằng này cũng vậy này. Ở đây mình tách sẵn ra này. Cũng dây Hitachi này, thằng này nó nhỉnh hơn chút xíu này. Đó, chừng khoảng hơn 6 ly một chút, hai thằng này gần như nhau. Đấy, lõi giống hệt nhau luôn. Bốn lõi như này. Rất là ok. Đấy. Bác nào mà thích DIY làm cái dây này quá tuyệt vời luôn. Dây vừa mềm vừa dễ thi công. Đấy, bốn lõi như này, vô cùng dễ luôn, có lớp chống nhiễu dày như này. Sẽ cho chất âm thanh của nó nghe sạch sáng và chi tiết nhé. Đặc biệt lõi đồng mạ bạc cho giải trung âm và cao rất là sáng. Đấy. Nghe nhạc vàng bolero, nhạc 7575, nhạc băng cối thì cực kỳ tuyệt vời. Những bác nào mà đã từng mua bên em Hitachi mà chơi băng cối thì comment cho em cái. Nghe phê luôn. Đó. Rất ok các bạn nhé. Đó, thì bạn nào mà có nhu cầu liên hệ bên mình. Đấy, bán theo cắt mét. Số lượng bao nhiêu mình bán bấy nhiêu. 5m, 10m. Có những bác bên thợ làm sâu đặt mỗi lần bên em 5-70m là chuyện bình thường các bạn nhé. Đó. Và chất lượng cực kỳ yên tâm. Đấy. Rồi bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ của Eway Bình Tân của bên em. Số điện thoại hotline 0911 851414. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.